Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, nhìn lại 9 tháng đã qua có thể nói tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm lại diễn biến phức tạp. Việc tái chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán họp chợ chưa được giải quyết triệt để. Làm gì để kiềm chế đẩy lùi tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại, nhất là trong dịp kỷ niệm Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Đó là những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Phần cuối như thường lệ là tiểu mục Tôi yêu Việt Nam do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cung cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con mong được lớn lên trong niềm yêu thương gia đình với sự chiều mến của bà đã dạy con bao điều hay. Con mong được bao dung như ba để luôn mỗi bên hỗ trợ con. Và dịu dàng như mẹ, con tin. Nếu con chăm chỉ và nỗ lực hết mình, con sẽ có một tương lai tươi sáng và là niềm tự hào của cả gia đình. Đó là mơ ước chưa được thực hiện của một học sinh xuất sắc. Hãy đội mũ bảo hiểm để không phải hối tiếc. Thưa quý vị, thành phố Đà Lạt là địa bàn điểm nóng về tai nạn giao thông của cả tỉnh. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và bị thương 34 người. Tuy vậy, điều đáng ghi nhận là từ đầu năm đến nay, mặc dù trên địa bàn thành phố Đà Lạt diễn ra nhiều sự kiện lễ hội lớn, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được giữ vững, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn cũng như du khách đến tham quan nghỉ dưỡng được thuận tiện. Để kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trong 9 tháng qua, các ngành chức năng đã triển khai đồng loạt các giải pháp. Một trong những điểm nhấn đó là Công an thành phố Đà Lạt đã sử dụng hệ thống camera an ninh ở công an các phường trên địa bàn trung tâm trong xử lý vi phạm giao thông. Khi chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm thì hành vi vi phạm sẽ được hệ thống camera an ninh ghi nhận tại trụ sở công an các phường. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển trích xuất những cái hình ảnh vi phạm để chuyển ra trực tiếp vào hồ sơ xử lý vi phạm và xử lý đối với người vi phạm. Chính xác của cái mục tiêu của cái việc xử lý những hành vi vi phạm của camera là tập trung vào những cái hành vi mà dễ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là hành vi vượt xe trái quy định, đi không đúng phần đường quy định. Đây là những lỗi thường xuyên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây. Để đảm bảo cái công tác phòng ngừa và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông so với năm 2017 thì năm 2018 chúng tôi thực hiện chuyên đề xử lý chuyên về hành vi vượt và đi không đúng phần đường quy định thông qua hệ thống camera an ninh đã được trang cấp trên các tuyến trọng điểm trung tâm của thành phố Đà Lạt. Hiện nay hầu hết các tuyến trục đường chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều lắp đặt các mắt thần camera. Tuy không có lực lượng tuần tra kiểm tra liên tục 24/24 giờ ở các cung đường, nhưng không vì thế mà người vi phạm giao thông không bị xử phạt. Trong 9 tháng qua, thành phố Đà Lạt cũng đã xây dựng hai tuyến đường an toàn giao thông ở đường Phù Đổng Thiên Vương phường 8 và đường Quang Trung phường 9. Tuy mô hình này mới triển khai thực hiện nhưng bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Vận động nhân dân để bàn bạc là những cái quán ăn vỉa hè là không được lấn chiếm. Điểm thứ ba nữa là các cái nhà hàng có những cái xe đậu, xe hơi đó, đậu thì các cái nhà hàng đó phải có bảo vệ để hướng dẫn xe đậu trật tự đúng theo lòng lề đường. Thứ tư nữa là tất cả những người dân khi đi tham gia qua đường là phải là tìm cái đường hành lang dành cho người đi bộ. Để hạn chế, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là tình trạng lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Công an thành phố Đà Lạt đã xây dựng nhiều chuyên đề tăng cường công tác tuần tra đêm. Qua kiểm tra cho thấy nhiều trường hợp không chỉ sử dụng quá nồng độ cồn cho phép mà cùng lúc vi phạm nhiều lỗi như chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí một số trường hợp chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe. Và cái trường hợp này là người vi phạm là chưa đủ 14 tuổi thì cái hành vi này sẽ là phạt cảnh cáo đối với người điều khiển và phạt lỗi giao xe đối với bố mẹ giao xe là cái mức phạt hành vi này là 900.000.
Thì qua đây thì mong bố mẹ phụ huynh là cha mẹ học sinh là nghiêm cấm là con em mình chưa đủ tuổi là điều khiển xe vì hành vi đó rất là nguy hiểm khi tham gia giao thông, là mức phạt xử lý rất là cao. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt cũng đã lập biên bản xử lý gần 12.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách cho nhà nước trên 6,1 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt vẫn diễn ra phức tạp. Vào các giờ cao điểm, nhiều điểm nút giao thông tình trạng quá tải và ùn tắc cục bộ, điển hình như khu vực ngã tư chợ Phan Chu Trinh ở phường 9. Do hệ thống đường vòng xuyến nhỏ hẹp và đây cũng là nơi tập trung đông khu vực trường học, cơ quan, nhà hàng, khách sạn, nên vào giờ cao điểm đồng loạt các phương tiện đổ dồn về đây, gây ra tình cảnh ùn ứ kéo dài. Việc điều tiết giao thông cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, như chúng ta đã biết, cái chợ Phan Chu Trinh này, hiện nay là nằm trong cái giao lộ của ngã tư Phan Chu Trinh. Vào cái giờ cao điểm, học sinh tan trường này, cán bộ cũng như tan sở và nhân dân trên địa bàn có cái thói quen là hay dừng xe lại các cái trong cái ngã tư này để mua hàng hóa, sinh ra cái vấn đề là trật tự công cộng sẽ phức tạp, cái lượng phương tiện dừng đỗ quá tải, cho nên là cái phương tiện không thể thoát được ra ngoài cái khu vực này. Thời gian qua, mặc dù thành phố Đà Lạt đã tổ chức nhiều đợt ra quân, nhưng tình trạng tái chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán vẫn chưa được giải quyết triệt để, không những gây mất cảnh quan trật tự đô thị mà còn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông ở thành phố Đà Lạt sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm tập trung lượng học sinh sinh viên và phụ huynh đưa đón con em và cán bộ công nhân viên tan sở. Bên cạnh đó, tới đây trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm là hết sức nặng nề. Huy động tất cả các lực lượng từ thành phố đến các phường xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kiềm chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào các thời gian cao điểm. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập thành nhóm đua xe trái phép. Đó chỉ là một trong nhiều nội dung mà công an thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm. Bên cạnh đó thì là tổ chức lực lượng cắm chốt ở các cái điểm mà thường xuyên ùn tắc giao thông như là chợ Phan Chu Trinh, rồi Bà Triệu, Trần Phú, rồi vòng xoay Hải Thượng, rồi là ngã ba Xuân An Trần Phú. Vào những giờ cao điểm học sinh tan trường, cán bộ công nhân viên tan sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với đoàn thực lượng thanh niên xung kích của thành đoàn hướng dẫn để mà hướng dẫn cho nhân dân cũng như người tham gia giao thông để mà đi đúng cái quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Để lập lại trật tự mỹ quan đô thị, một trong những giải pháp trọng tâm mà các ngành chức năng tập trung đó là quyết tâm thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đồng thời tiến hành ra quân kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, làm nơi buôn bán và dừng đậu đỗ không đúng nơi quy định. Để đảm bảo cái lập lại cái trật tự đô thị, trật tự giao thông, công an phường cũng phối hợp với lực lượng trật tự đô thị của thành phố, của ủy ban phường 2 để dẹp cái tình trạng là xử lý các cái tình trạng trường hợp là buôn bán lấn chiếm lòng lề đường hành lang an toàn giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát, công an thành phố Đà Lạt cũng đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông huy động lực lượng cắm chốt điều tiết giao thông trên các tuyến đường trung tâm, nút giao thông trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông theo từng chuyên đề như chạy xe quá tốc độ, đi không đúng phần đường, vượt xe không đúng quy định, tăng cường xử lý nghiêm đối với các phương tiện xe taxi, xe không chấp hành biển báo đi vào đường cấm, tiếp tục khai thác hệ thống camera an ninh ở công an các phường để xử lý nguội đạt kết quả. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng kiểm tra xử lý các dịch vụ cho học sinh gửi xe ở xung quanh các trường học. Để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt, tới đây thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành rà soát, kiến nghị để khắc phục các điểm đen, các điểm có nguy cơ cao về ùn tắc giao thông và tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đường giao thông trên địa bàn. Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của các ngành chức năng, hy vọng rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt được cải thiện, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
Phần cuối chuyên mục như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video clip Tôi Yêu Việt Nam do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cung cấp. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tôi Yêu Việt Nam 2017. Hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện về một chàng trai dù tuổi đời còn nhỏ nhưng những việc anh làm thì không nhỏ một chút nào cả. Mọi người liên hệ với đội tụi em á là qua một số tổng đài của đội, thì số điện thoại này được rất là nhiều người biết, nhưng mà có những người họ không sử dụng mạng xã hội thì họ không biết. Vừa rồi em thành công với một cái mô hình là tụi em dán những cái logo của đội trên tất cả các cây xăng trên quốc lộ 51, và tụi em tuyên truyền cho các anh ở cây xăng á, thì khi nào ban đêm á mà trong cái phạm vi của mình thấy được á, mà có tai nạn giao thông hay là sự cố gì trên đường hay là ai bể bánh xe thì cứ kêu họ điện cho số điện thoại của đội cứu hộ này thì tụi em sẽ hỗ trợ đến. Ngày xưa á, là đội chỉ hút đinh thôi, rồi sau này á, là tụi mình hỗ trợ giá xe cho bà con. Rồi đi đến ngày hôm nay á, thì tụi mình xử lý tai nạn giao thông, hỗ trợ các ban ngành đoàn thể là cứu hộ giao thông. Tụi em hoạt động là 20 giờ cho đến 6 giờ sáng. Thứ bảy á, là giờ đi chơi nhiều, ở trên đường lưu thông cũng cao, rồi mọi người ăn nhậu cũng nhiều nên tụi em phải tập trung lực lượng đi tuần. Đội tụi em á vẫn là ban ngày thì đi làm lấy cái kinh tế đó, tức là mình dùng cái ngắn mình nuôi cái dài, cái gì cũng vậy á, mình phải làm cho xã hội thấy và họ phải tin tưởng mình, rồi khi đó là mình mới được cộng đồng giúp đỡ. Nhưng mà mình nghĩ đơn giản một điều là mình làm cái này ở đây á, là không phải là cho riêng ai hết, và làm đây là làm chính cho bản thân của mình. Mình đang gieo những cái hạt giống tốt, và mình nhờ mình gieo cái hạt giống tốt nên mình có một cái đồng đội đến ngày hôm nay là trên 15 người, và các bạn rất là có tâm huyết và tụi mình đang đi đúng con đường đó. Trên đường tụi em hỗ trợ một chú mà bị cướp về tận nhà, thì có một anh ảnh lưu thông trên đường thì đối diện ảnh là có một cái xe ô tô chạy mà để đèn chiếu xa anh. Đèn chiếu xa rất là lóa sáng, anh đi phương tiện xe máy á, bị lé mắt thì không có quan sát được. Bắt đầu là dắp vô một cái vật cản trên đường thì anh té xuống. Ví dụ mình đi ra ngoài quốc lộ hay là những cái đường cao tốc thì mình có thể bật đèn chiếu xa, nhưng mà trong nội ô thì mình nên có một ý thức là bật đèn chiếu gần, là vừa tốt cho mình rồi vừa tốt cho người khác nữa. Những người thực hiện chương trình Tôi Yêu Việt Nam hy vọng rằng quý vị sẽ luôn có thể tham gia giao thông một cách an toàn bằng chính ý thức của mình. Và đặc biệt, cảm ơn những nhân vật như anh Nguyễn Hữu Lợi đã từ những công việc thầm lặng của mình góp phần giúp chúng ta yên tâm hơn mỗi khi di chuyển trên đường. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông kỳ này xin được khép lại tại đây. Chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng thực hiện với sự đồng hành của Lado Taxi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.